Trận đấu tiếp theo mà chúng mình nhận định đó là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Cremonese và câu lạc bộ Tenana trong khuôn khổ Copa vòng 1/3/2. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó là Cremonese được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp 0,75, còn kèo tài xỉu đó là 2.5. Kèo nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định thì anh em hãy cho mình một like, một subscribe và bấm nút chuông theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hai đội tuyển sẽ đụng độ nhau tại sân vận động Stadio Giovanni Zini, sân nhà của câu lạc bộ Cremonese. Và trận đấu này là một cái trận đấu có thể nói là khá là hay khi mà hai đội tuyển ở đấu trường trước họ đã chơi ở đấu trường Serie B. Cremonese họ đã chơi tốt hơn rất nhiều, sau 38 lượt trận họ có 69 điểm và có dương 18 bàn thắng, chỉ thủng lưới 39 bàn và ghi tới 57 bàn, hòa 9 thua 9 và chỉ có chiến thắng 20 trên tổng số 38 trận đấu. Với cái thành tích này thì có thể nói là Cremonese đã được lên đấu trường Serie A để đá cùng với Lecce. Còn lại là những cái đồng chí này sẽ phải tham dự đấu trường gọi là đá vòng loại playoff để gọi là tham dự lên đấu trường cao hơn. Và đây chính là thành tích sau những cái vòng playoff. Đó là một số thông số. Còn về phía đội tuyển Tirana, sau 38 lượt trận họ đứng ở vị trí thứ 10, họ có 54 điểm, âm 3 điểm bàn thắng, ghi 58 bàn, thủng lưới 61, thua 14, hòa 9 và thắng 15. Với cái thành tích như thế này thì tuy rằng họ không được lên đấu trường cao hơn để đá nhưng mà họ lại tiếp tục chơi ở đấu trường Serie B. Và kèo này thì khả năng rằng Tirana được đánh giá kèo trên khá là điều hiển nhiên thôi ha. Lịch sử đối đầu trước đó của cả hai đội tuyển chúng ta thấy đó là trận đấu gần nhất là Cremonese đánh bại Tirana với tỷ số 2-1. 2021 thì Cremonese đánh bại 2-0 Tirana, và lịch sử thi đấu trước đó chúng ta thấy rằng Cremonese họ luôn luôn đánh bại Tirana. Ở đấu trường Serie B là hai trận lượt đi về đều đánh bại luôn. Mà trận đấu này Cremonese lại chơi ở trên sân nhà nữa thì việc mà Tirana có thể có chiến thắng trong trận đấu này là một điều cực kỳ khó, cầm hòa thôi cũng khó thôi. Kèo này thì chỉ cần Cremonese đánh bại cách biệt một bàn thôi là chúng ta có commission rồi. Trận đấu diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng ngày 9/8/2022 theo giờ Việt Nam. Thì kèo này mình tin rằng Cremonese sẽ có chiến thắng ít nhất cũng phải là 2-0 trước Tirana, một trong những đội bóng yếu hơn Cremonese khá nhiều. Đấy là nhận định của mình trong trận đấu này nha. Em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp.